bếp Nhí Thu Thúy. Xin mời đầu bếp Nhí Linh Đan. Xin mời đầu bếp Nhí Văn Anh. Chào các con. Alan xin mời Văn Anh. Văn Anh. Nghe cái chủ đề là hành tinh xanh thì con nghĩ ra cái ý tưởng là mình sẽ để rau lên trên làm sao mà cho nó giống như là một cái hành tinh thật là xanh luôn của con. Nhìn vô cái dĩa con thì chú cũng thấy trái đất tươi tốt, có nhiều cây xanh sạch đẹp. Rất là tuyệt vời. Rất là tươi. Rất là đúng chủ đề. Chú xin phép thử nha. Dạ. Chả giò rong biển. Chú đó giờ thấy chả giò kem, chả giò cua, chả giò đủ thứ. Dạ. Mà chú nghe chả giò rong biển. Dạ con muốn chả giò nó khác biệt một chút. À con muốn khác người hay là khác biệt hay là muốn sáng tạo? Thì con muốn trong đó có sáng tạo, có khác biệt. Có sáng tạo. Con đã nỗ lực hết sức vào món ăn đó để mà được là ba món xuất sắc nhất. Làm rất là đều. Dạ. Cái thịt với cái sushi. Dạ. Làm rất là đẹp. Dạ. Chú chỉ có một cái cuối cùng chú nói là tuy rằng hành tinh xanh của con phải giữ cho mọi người đúng không, nhưng mà chú bỏ vô miệng chú ăn tại chú thích quá. Hãy con cười tươi lên đi đi. Cảm ơn con. Phải còn một chút rau chứ. Cảm ơn con. Con thấy rất là tự tin và con nghĩ rằng món ăn của con rất là ngon. Xin mời Linh Đan. Chú thì muốn hỏi con là cái món hành tinh xanh của con á là ý tưởng như thế nào, thì hiện giờ chú chưa thấy cái gì mà xanh nhiều, chú chỉ thấy có chút xíu xanh, hay là con cải tạo một cái sa mạc thành cái xanh, còn chú chưa thấy hành tinh. Theo con nghĩ là hành tinh xanh là một hành tinh hòa bình. Giống như trong hòa bình. Ok. Chứ phải là xanh. Đúng thế thì đâu xanh là xanh. Tuổi trẻ có rất là nhiều cái suy nghĩ rất là hay. Mình phải nghe. Theo con là vậy. Nên là con năm con tôm này là tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ. Là okay. Dạ. Kim mộc thủy hỏa thổ. Dạ. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 13. Con 13 mà con biết về mấy cái đó nữa là chú phục. 13 tuổi chú hồi đó chú biết đó. Chú biết ăn ngủ. Cô tiếp tục. Dạ. Thì năm con tôm này nó sẽ với lại kết hợp với lại bánh mì bơ tỏi. Dạ. Và nước sốt này thì nó sẽ tương tác cho nhau, tương trợ lẫn nhau. Ý tưởng nào con để nửa trái hữu qua trong cái đề con? Dạ. Con thích, con biết chú thích hữu qua. Dạ. Không. Dạ. Không. Dạ. Không. Con nhìn thấy cái bột để bọc tôm đó nó ít hơn so với cái định lượng tôm mà con muốn làm chiên giòn. Cái cô muốn nói nữa đó là cái vị con rất là ngon, sốt nè, bánh mì và tôm con ướp nó vừa chứ không có mặn và tôm nó không có khô. Thường thường mà chiên giòn là tôm rất là khô. Cảm ơn Linh Đan. Dạ. Mời Thu Thủy. Dạ. Thơm thiệt á hả? Chú nghe cái mùi thấy chú nói chưa? Phải thử tại vì thấy cái kỹ thuật nấu hơi đặc biệt. Rất là khá đặc biệt. Nổi trội nơi con á là những cái kỹ thuật nấu truyền thống. Và con là người miền Tây phải không? Đó. Cô nghĩ rằng món này rất là thân thuộc đối với gia đình của con. Và con đem vào cuộc thi này, đúng rất không? Rất là chân thật chị. Chân thật. Con nấu món gà hấp cụ. Vì ở nhà ông bà nội con rất thích ăn. Và bây giờ xin mời ba đầu bếp Nhí Mai Ngọc. Đầu bếp Nhí Thảo Ngọc. Đầu bếp Nhí Trọng Hiền. Con rất hồi hộp và lo sợ. Thì con cũng chưa biết ba vị giám khảo như thế nào mà con đi thi như vậy, với lại món ăn của con chưa từng tập lần nào hết. Lần này là con nấu lần đầu tiên. Món của con nấu ngày hôm nay là tôm chiên sù. Cái nước chấm của con á, cái cách pha nước mắm của con á, nó vừa
đồ có đồ chua mà không mất đi cái vị nước mắm. Mà nó đậm đà mà không phải là quá mặn, nó đủ để ăn với cái món tôm xù này. Cô rất là thích nước mắm của con. Con làm rất là hay, tại sao? Biết tại sao? Tại vì chắc nghĩ là cái dầu đủ nóng. Dạ, chào con, cảm ơn. Chắc là cô mời hai con vào. Dạ. Thảo Ngọc, Mai Ngọc luôn. Hai con cũng tên Ngọc. Dạ, xin đôi anh. À yes, hơi giống. Để coi cái cách nấu ăn có giống không? Dạ. Con trình bày trước đi. Dạ là hôm nay là chủ đề tự nhiên hành tinh xanh. Thì là trong hành tinh thì phải có cây cối. Thì con lấy một củ dưa leo sắc tỉa ra làm một ngọn cỏ. Nhưng mà trên ngọn cỏ đó thì có những cái cây bông hồng làm cho ra cái đời sống nó tươi đẹp hơn. Xung quanh nó thì phải có một chút động vật gì đó. Dạ, chủ đề của con hôm nay là nói về những người nông thôn ở miền quê. Khi họ đi làm về, họ sẽ tinh thần họ rất là mệt mỏi, gặt những đống lúa về. Và sau đó họ sẽ ăn món ốc này. Món ốc này làm cho họ có một tinh thần sảng khoái và để họ bắt đầu một ngày làm việc với những đồng lúa xanh tươi. Cái này mà có chai rượu đế là tuyệt vời luôn, đúng điều luôn đó con. Người thì là nói về người nông dân trên hành tinh xanh. Okay. Còn một em á thì nói về cái vòng quay của cuộc sống ha. Phải không? Món sườn ha. Đã cảm thấy thịt rất là mềm. Nấu đồ nhầu ngon quá mấy Ngọc ơi. Ốc là một cái nguyên liệu khó chế biến lắm, bởi vì là bản thân của nó là nhớt nè, rồi lại bị sàn nè, rồi mùi tanh nhiều. Nhưng con lại giải quyết được cái ba yếu tố đó trong món ốc này. Nghĩ là đơn giản đấy, nhưng không đơn giản. Nếu như hai con mà hỗ trợ làm việc với nhau sẽ là một cặp đầu bếp đầu tiên ở Việt Nam này, là đôi đầu bếp nổi tiếng sau 20 năm nữa. Cảm ơn Mai Ngọc, okay. Thảo Ngọc. Cảm ơn hai chị em nha. Các bạn đã rất xuất sắc trong phần thi của mình ngày hôm nay. Mời tất cả các bạn lên đây. Cho dù kết quả như thế nào, nhưng cô chú rất là tự hào rằng với lứa tuổi của các con đã nấu được những món ăn như ngày hôm nay. Và cô chú rất là hãnh diện được nếm những món ăn và do chính bàn tay của các con nấu. Và cô cũng tin rằng cha mẹ con ở nhà cũng rất là tự hào với các con có mặt trong căn bếp Vua Đầu Bếp Nhí mùa đầu tiên 2016. Và người đầu tiên cô chú gọi tên là... Nếu mà em con được chọn thì con cũng rất là vui, vì con có một đứa em giỏi như vậy. Giữa món chị cần món con thì chị con là hay hơn rồi, tại vì chị lúc nào cũng nhiều kinh nghiệm để dạy bảo em, cho nên là cái kinh nghiệm nấu nướng á thì trong học hành cũng vậy, cũng mà sẽ hơn con để dạy bảo con. Đó là Thanh Hải. Chúc mừng con. Chúc mừng con. Người thứ hai, ai trong số các con đây? Các con phải vui lên chú mới dám đọc chứ. Người thứ hai đó là Quốc Huân. Con có cảm giác là rất là nhẹ nhõm. Rất nhẹ nhõm và không bắt đầu bình tĩnh trở lại. Và người cuối cùng, cô Tịnh Hải, xin mời. Bé Minh An. Con cảm thấy có hơi chút xíu buồn nhưng mà cũng có chút xíu vui vì những anh chị lớn hơn con đã được đi tiếp vào vòng trong. Theo con thì con làm đúng rồi, vậy là hết sức cỡ của con đã vượt lên chính bản thân mình rồi.
có một câu nói là thất bại là mẹ thành công thì không sao cả. Mình thất bại thì mình sẽ có kinh nghiệm. Con cảm thấy là con đã làm tốt so với những gì con nghĩ. Vì con chưa có nỗ lực trong món ăn của con. Cảm ơn chương trình đã cho con tham gia cuộc thi này. Một cuộc thi đầy ý nghĩa và tạo nên sự đam mê cho tụi con. Chúc mừng ba đầu bếp nhí ngày hôm nay là ba thí sinh đầu tiên bước vào căn bếp Vua Đầu Bếp Nhí Việt Nam năm 2016. Yeah. Và 6 thí sinh còn lại, các con cũng đừng buồn vì các con làm rất là tốt và vượt qua hàng ngàn thí sinh để có mặt ngày hôm nay. Con cảm thấy rất là buồn và lại hơi tiếc. Con tiếc là vì con không biết cái tiếng con thấy tiếc nuối vậy thôi. Chỉ là một chút buồn và tiếc nuối khi một vài bạn nhỏ chưa thể hiện hết mình ở ngày thi đấu đầu tiên. Vẫn còn cơ hội thứ hai của cô chú ban giám khảo sẽ dành cho các bạn như một sự khích lệ và trân trọng những thành quả tuyệt vời này. Chúng ta hãy chờ đợi những bất ngờ ở ngày thi kế tiếp nhé. Con hy vọng cơ hội thứ hai sẽ dành cho con và con sẽ là người đi tiếp cuộc thi này để giành lấy giải quán quân.